Dạ, con xin chào cô chú anh chị. Hôm nay thì trong vườn con nở ra cái cây hoa hoa cá la da. Cái loại hoa này là tên đầy đủ của nó là gì ta? Nói chung tiếng Anh khó đọc. Tên của nó là Skinnerie, là một loại cát cát này, là một loại cát của nguyên thủy của rừng Nam Mỹ. Tức nghĩa là cát bây giờ như cô chú biết là nó lai rất là nhiều rồi. Còn cái cát này là cát rừng luôn, cát nguyên thủy. Một số người gọi nó là cát xưa hay là cát cổ thì nó là đây ạ. Cái này là cây Skinnerie và A3, tức nghĩa là nó có đột biến rồi. Còn còn cái hoa chính thống của nó là màu tím, và một chùm hoa của nó thì có khá là nhiều hoa như thế này. Đặc biệt loại này là nở xuân, năm nay nó bị trễ sao á, như như năm ngoái là cái cây này chơi Tết, năm ngoái thì nhuần một tháng thì phải. Cây này chơi Tết năm ngoái. Và cái cây này thì đây nó là cát rừng xưa nên nó hai lá nhỏ này của chúng này. Cát bây giờ thì toàn một lá to lên nè. Đang nói tới đâu rồi ra bà? Cái gì ta? Bông của nó, bông này là cái bông đột biến nên nó trắng như vậy. Còn bông cây Skinnerie bình thường thì nó tím. Nó bông nó màu tím và nó cũng một chùm, nó cũng nhiều hoa như vậy nha cô chú. Một chùm nó cũng 4 5 hoa như thế này. Ví dụ như chùm này thì 1 2 3 4 nè, 1 2 3 4, chùm này 4 hoa, chùm này thì 5 hoa. Chùm này cũng 5 hoa. 2 4 5. Cái cây này nó đặc biệt có một cái á, là một năm nếu mà mình chăm tốt, cái này thì mới giữa năm ngoái còn mới vô chậu thì nó mới như thế này thôi. Tách ra từng miếng con cho vô nè. Con cho vô cái chậu lớn để con chơi á. Cô chú thấy ở đây chỉ có hai thân nó ra hoa thôi mà nó đã nhìn hoa nó cũng khá khá như này rồi. Và loại này thì nó cũng hơi hiếm cô chú ạ. Nếu mà cô chú nào chuyên về cát thì chắc cũng biết một số loại này. Con thì cát thì con cũng không rành lắm, con chỉ biết cái loại này với lại một số loại nó khá khá hay hay à. Nói chung những cái loại hay hay mình cảm thấy mình thích mắt thì sưu tầm chơi. Cái này là ở trên con cũng có một cái ông chú kia, không có cả giò lớn lắm, thấy thích nên chơi. Bởi vì hoa nó nở xuân, năm ngoái thì nó nở Tết. Nó đặc biệt, cái này nó đặc biệt một cái nữa như thế này của chúng này. Một năm nó sẽ ra, nó không có như loại cát kia. Những loại cát kia thì một cái thân tơ này, một cái mầm này nó ra thì sau bao nhiêu tháng đó thì nó sẽ ra, lên tới nơi nó sẽ có bông. Còn cái này nó đặc biệt một cái là cái mầm này nó ra xong nó trưởng thành xong nó nằm đó, nó không có bông. Rồi tiếp tục nó sẽ ra tiếp một cái mầm khác là con của nó, có thể là như vậy. Rồi nó sẽ ra thì một năm có thể nó ra 2 3 lần như vậy, và nó chờ nhau đến khi có hoa là nó sẽ có hoa một lần luôn, là nó sẽ nở rộ một lần như thế này thì trong cái chậu nó sẽ được hoa rất là nhiều. Đó là cái thông tin con nghe cái chủ của cái cây này này. Chứ thực sự thông tin về cái cây này ở trên báo mạng thì cũng không có nhiều. Nói chung tài liệu không có nhiều tiếng Việt á, con cũng chỉ nghe lại của ông đó, ông nói thì con biết như vậy. Và thực tế ở đây thì con không có một cành nè, có một cành, còn cái cành này thì nó ra hoa mất rồi, con tách ra con trồng. Cành này thì không đủ sức ra hoa đó, ra đây sang năm sẽ có cho câu trả lời chính xác nhất, là khi cái cành này nó mọc lên nó có ra hoa hay không là biết liền. Mà như ông đó ông trồng cái cây này ông không biết là cái tên của nó là gì đâu, ông chỉ kêu là cái loại cát này nó như vậy mà hoa nó như vậy, nó chờ nhau như vậy á. Thì con biết như vậy, con thông tin đến cô chú. Tên của nó là Skinnerie và A3. Thì nó nở ra thì con chia sẻ với cô chú một xíu về thông tin về cái cây này, và có hoa thì con quay lên con mời cô chú cùng ngắm đây ạ. Hoa nó cũng không lớn lắm, hoa nó đây nè, tay con đây, lớn hơn hoa dạ hạt tí. Được cái sai hoa, mới có 2 chùm hoa mà nhìn nó đã như này rồi. Chậu này thì 2 hướng, ra hoa một hướng, còn một hướng này thì 2 hướng luôn. Đây nè. Sên, con sên khổng lồ, xác nó còn đây không ta, mẹ nó đây nè, con đẩy này nè,
sen to tướng cô chú. Nó đang có nụ ngon lành, đang có nụ ngon lành, nó chơi nó lên nó cắn ngang luôn. Mà công nhận hai thịt vườn rải thuốc sen như vậy mà có một con sen to to. Anh bò không biết ở đâu tới leo đây cắn. Cắn ngang đây luôn, tiếc kìa. Chứ chậu này không ra hoa, chậu nhỏ này mà ra được hai cành hoa như vậy thì đẹp lắm luôn á. Thôi không sao, kệ nó, sang năm một hướng mẹ ra được hai hướng con. Đây giờ ra hai hướng không? Hai hướng. Hai hướng thành bốn hướng. Quá đỉnh. Sang năm chắc chắn sẽ có một giò đẹp hơn. To hơn, nhiều hoa hơn. Dạ rồi. À, con hoa nó đẹp. Không có mùi nha cô chú. Không có mùi thơm. Con xin chào cô chú.